đi nhầm đường, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ hành hung lái xe. Vì đi nhầm đường, lái xe của Sở Khoa học và Công nghệ đã bị chính giám đốc sở này đấm đá túi bụi giữa đường. Chỉ vì không nhớ đường nên đi nhầm đường về khách sạn mà anh Vũ Hàm Linh, cán bộ lái xe tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, đã bị ông Vũ Đức Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh lao vào đấm đá túi bụi ngay giữa đường khiến dư luận bất bình. Theo tường trình của anh Vũ Hàm Linh, vào ngày 13 tháng 7, anh nhận được lệnh lái xe đưa ông Vũ Đức Dũng và hai cán bộ khác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đi công tác tại Nghệ An. Đến khoảng 16:30, đoàn đến Nghệ An và lấy phòng nghỉ tại khách sạn Vương Đình 1, số 40, đường Trần Quang Khải, phường Trường Thi, thành phố Vinh. Sau khi nhận phòng, cả đoàn đi ăn tại khách sạn Mường Thanh. Lúc ra về, do trời tối và không quen đường nên anh Linh đã lái xe đi quá khách sạn Vương Đình 1 khoảng 100m. Khi biết anh Linh chạy nhầm đường, ông Dũng đã xuống xe chửi bới và lao vào đấm đá anh Linh ngay giữa đường bất chấp có sự can ngăn của những người đi cùng. Sau khi sự việc xảy ra, đến chiều ngày 19 tháng 7, ông Dũng đã gọi điện và nhắn tin xin lỗi, nhưng bản thân tôi cảm thấy bị xúc phạm. Hiện tôi đã báo cáo sự việc với lãnh đạo sở, đồng thời làm bản tường trình gửi ban chi ủy cơ quan, anh Linh nói. Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình cho biết, trước sự việc trên, ban chi ủy của sở đã có buổi làm việc với đồng chí Linh lái xe và có nhận được bản tường trình lại sự việc của đồng chí Linh. Bản thân đồng chí Vũ Đức Dũng cũng đã công khai xin lỗi đồng chí Linh trước ban chi ủy, một lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình nói.